Mình chào tất cả các anh em sửa xe nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu hướng dẫn anh em mới vào nghề và có thể anh em nào mà làm nhưng mà cũng chưa xử lý cái ban bệnh là bị thường xuyên đứt dây cu loa nhé anh em nhé, ở xe ga. Thì giờ mình sẽ chỉ chi tiết những cái phần mà có thể gây ra nguyên nhân đứt dây cu loa, mà mình có thể mình chỉ thay dây cu loa, cho dù là thay dây xịn hay là dây thường thì cũng có thể chạy khoảng vài hôm là có thể đứt. Tùy theo trường hợp, có cái thì có thể được 1 tháng hay 2 tháng là đứt, có cái nếu mà lặng quá thì chỉ khoảng 4-5 hôm là đã đứt dây cu loa rồi. Thì có những anh em cũng thắc mắc là sao lại hay đứt dây cu loa quá, có thể khách người ta sẽ phàn nàn về cái chuyện đó, thì mình sẽ chỉ chi tiết cho anh em nhé. Thì cái trường hợp mà khách người ta không chịu khó đi bảo dưỡng anh em nhé, thì cái này thì khách người ta đi bảo dưỡng, có thể thợ, có những người ta sẽ bôi mỡ vào cho cẩn thận, bôi nhiều hay bôi ít, nhưng mà có những người thì người ta không muốn bôi là vì sợ về trường hợp là nó sẽ bị mỡ chạy ra bồ côn. Chạy ra bồ côn thì nó sẽ bị trượt côn, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thì mình sẽ chỉ cho anh em là cái trường hợp mà anh em mà không bôi mỡ vào đây thì nó sẽ là rất là rít, và cái buli này nó sẽ không văng ra được đều, không văng ra đều, sẽ gây ra nguyên nhân là nặng dây cu loa, sẽ ép vào sẽ đứt dây cu loa. Thì có những trường hợp thì nó sẽ cái ắc của cái buli này nó sẽ rỗng, và cái ba cái vòng bi mà đặt vào đây anh em này, ba vòng bi mà đặt vào đây thì có thể là ở đây nó rỗng quá, thì có thể nó đánh thủng cả cái phần má bám buli này, thể đánh thủng có con thì nó đánh thủng con thì nó rít quá, nó lặng không thể nào mà nó chạy ra được, thì nó sẽ hai dây này, hai cái má này nó không chạy được ra đây anh em này. Có thể nó bị cái trường hợp có nguyên nhân thì nó khô dầu khô mỡ ở đây thì cũng bị, hoặc là chạy nâu quá rồi thì nó bị rỗng cái chỗ này anh em này, nó bị rỗng buli thì có thể nó đảo dây cu loa, thì cũng có thể nghiến, cũng gây ra cái trường hợp đứt. Còn trường hợp nữa là đây anh em này, đút ba cái viên bi vào đây mà có thể là cái ắc này nó bị rộng thì cũng gây ra nguyên nhân đứt dây cu loa, hoặc là đây là nó bị rỗng đấy anh em nhé. Có thể nhìn anh em không nhìn kỹ được, nhưng mà anh em nhé, nó bị mòn ăn sâu vào trong này, vì trường hợp khô mỡ hoặc là đi xe đi quá lâu rồi, có thể những cái xe nó khoảng chục năm hoặc dài hơn thì cũng có thể gây ra nguyên nhân là đứt dây cu loa. Thì mình cũng chỉ cho anh em chi tiết tận tình, thì anh em thấy hay thì hãy like và đăng ký ủng hộ kênh cho Thành Luân Vlog nhé. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều.